Chiều ngày 20 tháng 10, bên lề họp báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội cho biết, trường hợp miễn nhiệm Tổng thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu là do ông này có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi nhiệm vụ. Tổng thư ký Quốc hội cho biết, dự kiến việc miễn nhiệm vào ngày 25 hoặc ngày 26 tháng 10 tới đây. Việc phê chuẩn Tổng thanh tra Chính phủ mới sẽ dựa trên danh sách nhân sự do Chính phủ trình Quốc hội, còn việc có phê chuẩn hay không là quyền của Quốc hội. Trong tuần đầu tiên của kỳ họp thứ tư, Quốc hội cũng sẽ miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Giao thông Vận tải với ông Trương Quang Nghĩa, người vừa nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ quyết định cấp 72 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để hỗ trợ cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng của mùa lũ năm 2017. Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành quyết định. Trước đó, vào tháng 8 và đầu tháng 10 vừa qua, mưa lớn ở khu vực miền Bắc và Bắc miền Trung đã gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của bà con nhân dân của các địa phương, trong đó có tỉnh Sơn La. Cũng trong hôm qua, ngày 20 tháng 10, đại diện Chính phủ Nhật Bản đã trao tặng số hàng cứu trợ khẩn cấp gồm bạt che, thiết bị lọc nước và chăn cho các cơ quan chức năng Việt Nam để chuyển tới người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở Yên Bái và Hòa Bình. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản cũng thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA cung cấp hàng cứu trợ tới người dân các tỉnh Yên Bái và Hòa Bình bị thiệt hại trong đợt mưa lớn từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10. Lô hàng cứu trợ mới 100% được chuyển trực tiếp từ Nhật Bản gồm 40 bộ bạt che mưa, 47 bình lọc nước và 5.025 tấm chăn đã được bàn giao cho phía Việt Nam tại khu vực sân bay Nội Bài vào 14 giờ ngày 20 tháng 10. Để đảm bảo y tế cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 sắp diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, ngành y tế đã huy động 424 nhân viên, lập 23 tổ cấp cứu thường trực tại các điểm diễn ra sự kiện. Trong đó có 17 tổ bố trí tại 17 khách sạn phục vụ đại biểu cấp cao chính thức, 2 tổ phụ trách đối tượng doanh nghiệp, 2 tổ cho đối tượng báo chí, 1 tổ cho lực lượng phục vụ và 1 tổ cho tổ bay. Ngoài ra, 9 tổ y tế dự phòng được bố trí tại các điểm Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng và 7 trung tâm y tế quận huyện. Hiện tại, Đà Nẵng đã chuẩn bị 14 xe cấp cứu phục vụ APEC, 9 xe dự phòng và 1 xe tăng cường từ Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân quận Nhất phối hợp với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel triển khai thí điểm ứng dụng My Parking thu phí đỗ xe qua điện thoại. Theo đó, bắt đầu từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, người dùng có thể thanh toán tiền đậu xe qua nhiều hình thức như nhắn tin SMS, qua ứng dụng bằng Plus của Viettel hoặc trả phí bằng tiền mặt như truyền thống. Dự kiến sau thời gian triển khai thí điểm để đánh giá và hoàn thiện dịch vụ, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel sẽ phối hợp với các sở ngành, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, cho phép triển khai trên toàn bộ các bãi đỗ xe, được cho phép tổ chức thu phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, theo kế hoạch của thành phố, sắp tới sẽ xây dựng các trạm rửa xe quy mô lớn tại các cửa ngõ ra vào thủ đô. Trong thời gian qua, thì các xe ra vào công trường, máy móc thi công, các xe chở vật liệu xây dựng di chuyển vào nội đô là một trong những thủ phạm dẫn tới tình trạng phát tán bụi, rơi vãi vật liệu xây dựng, bùn đất gây ô nhiễm môi trường. Các trạm rửa xe ở cửa ngõ sẽ giúp kiểm soát các loại xe này khi vào trung tâm thành phố. Trước khi đi vào các tuyến phố nội đô, xe sẽ được rửa sạch tại các trạm rửa tự động này. Được biết, kinh phí xây dựng các trạm rửa tự động sẽ thu hút từ nguồn xã hội hóa. Đây là chủ trương của thành phố với nhiều sở ngành tham gia. Thông tin mới nhất từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cho biết, vào ngày 26 tháng 10 tới đây, công tác sửa chữa khắc phục sự cố tại tuyến cáp quang biển quốc tế AAG mới hoàn tất, chậm hơn so với thông báo dự kiến trước đó là 2 ngày. Các sự cố xảy ra với tuyến cáp quang biển AAG và SMW3 vừa qua ảnh hưởng đến dung lượng băng thông Internet quốc tế và tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam đang khai thác trên hai tuyến cáp biển này. Do đã khá quen với tình huống các tuyến cáp biển gặp sự cố, nên ngay sau khi AAG và SMW3 bị mất liên lạc, các doanh nghiệp Việt Nam cung cấp dịch vụ Internet đều đã triển khai ngay phương án dự phòng để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Đêm 20 rạng sáng 21 tháng 10, những người yêu thích thiên văn Việt Nam đã mãn nhãn ngắm mưa sao băng Orionis tuyệt đẹp. Đây là trận mưa sao băng lớn nhất trong năm 2017 này. Mưa sao băng Orionis bao gồm những hạt bụi bị cháy do sao chổi Halley. Khi trái đất di chuyển quanh mặt trời trên quỹ đạo của mình và đi ngang qua những đám bụi do sao chổi Halley để lại, mỗi năm quỹ đạo của trái đất giao với quỹ đạo của sao chổi Halley 2 lần, một lần vào tháng 5 và tạo ra trận mưa sao băng Asawaris và một lần vào tháng 10 hình thành nên mưa sao băng Orionis. Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ngày hôm qua tại một đền thờ Hồi giáo dòng Sunni, tỉnh Ghos, miền trung Afghanistan, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Cảnh sát ước tính số người chết có thể lên đến con số 30 người, do rất nhiều người bị thương nặng và nhiều người mất tích.
Từ đầu năm đến nay, cộng đồng người Hồi giáo dòng Sinai ở Afghanistan liên tiếp là mục tiêu tấn công của các tổ chức khủng bố, với ít nhất 84 người thiệt mạng và 194 người bị thương. Trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn, cảnh sát Brazil đã bắt giữ 82 đối tượng liên quan đến một đường dây sản xuất và phát tán phim ảnh khiêu dâm trẻ em trên Internet. Chiến dịch truy quét trên được thực hiện sau cuộc điều tra kéo dài 6 tháng với sự phối hợp của Đại sứ quán Mỹ ở Brazil và cơ quan di trú Mỹ. Ngoài việc bắt giữ các nghi phạm, cảnh sát cũng thu giữ nhiều máy tính và điện thoại di động có chứa phim ảnh nội dung khiêu dâm trẻ em. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy vừa đưa ra tuyên bố chính phủ nước này đã đến điểm giới hạn trong việc tìm kiếm các biện pháp khẩn cấp về vấn đề Catalonia. Dự kiến, Thủ tướng Rajoy sẽ triệu tập một cuộc họp nội các đặc biệt vào ngày 21 tháng 10 để đưa ra các quyết định về vấn đề của Catalonia. Đây sẽ là lần đầu tiên trong 4 thập kỷ qua, chính quyền Madrid sử dụng hiến pháp để giải tán chính quyền khu vực và kêu gọi tổ chức bầu cử sớm.